Trần Dung vì vua hèn nhát nhất nhà Trần. Trần Phế Đế còn gọi là Xương Phù Đế hay Trần Giản Hoàng là vị hoàng đế thứ 10 của vương triều nhà Trần nước Đại Việt. Ông trị vì đất nước Đại Việt hơn 10 năm, đó cũng là giai đoạn lịch sử gặp nhiều biến động, nhà Trần đi vào con đường suy thái. Trong thời gian trị vì của Trần Phế Đế, thế lực nhà Trần tụt dốc thảm hại, vua không mấy quan tâm đến chuyện chống giặc mà chỉ lo đem của cải đi cất giấu, chủ yếu chỉ cho quân tổ chức phòng bị mà còn cho người sơ tán của cải. Đến cuối năm 1388, Trần Phế Đế bị chính bác ruột của mình sát hại nhằm cướp ngôi vua. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại!